Anh ơi, có bộ nào tầm 45 triệu mà hát thật hay không anh? Ok, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác và anh em một bộ combo gia đình vừa hát hay vừa bay đẹp. Và cái chất lượng bộ dàn âm thanh ngày hôm nay nó sẽ giống như một phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp, vì nó sử dụng toàn bộ những thiết bị đồng bộ cùng một thương hiệu. Và ngay sau khi mà kép lại với nhau, mặc định nó đã hay rồi, nhưng Hoàng Long cho em đã căn chỉnh lại làm sao mà ra chất âm cực kỳ ngọt ngào, tinh tế, chi tiết. Và để chúng ta nghe phát là chúng ta chỉ muốn nghe mãi mà không thôi. Và khi mà cất tiếng ca thôi cũng vậy, chúng ta cảm giác được âm thanh mà nó phát ra ở những đôi loa, những bộ dàn ngày hôm nay không khác gì phòng hát, thậm chí còn hay hơn những phòng hát mà chúng ta đi hát ở ngoài quán hát ấy. Có những phòng hát còn không bằng bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Và giới thiệu chi tiết cho các bác và anh em cùng tham khảo một cái bộ dàn ngày hôm nay gồm có 4 thiết bị thôi. Đầu tiên là một đôi loa full, một trong những dòng loa karaoke chuyên nghiệp, sử dụng là một bát 30 và một chép kèn, với thiết kế là vỏ gỗ, sử dụng là gỗ bạch dương rất là chắc chắn và 10 lớp. Và với cái đôi loa như này thì anh em có thể để trong không gian gia đình, màu đồ nội thất bằng gỗ rất là hợp và rất là hài hòa. Và khi mà đặt đôi loa vào trong gia đình nó cũng là cái điểm nhấn cho chúng ta nữa. Với đôi loa này thì có thể chơi được không gian khoảng tầm 30-40 m² mà không cần sự hỗ trợ một bất kỳ đôi loa gì nữa. Và để tăng cái độ uy lực hơn nữa theo yêu cầu của anh khách hàng ngày hôm nay thì em sẽ ghép một cái chiếc loa siêu trầm, một phiên bản 560p cũng dùng là bát 30. Và thì bát đánh sâu, dày và uy lực, nó sẽ bổ trợ cho cái đôi loa này nó thêm hoàn hảo hơn. Và không thể thiếu được trong một dàn karaoke ngày hôm nay đó chính là cục đẩy liền vang, tích hợp tất cả trong một. Với cục đẩy này thì anh em không cần phải dùng cục đẩy vang nâng tiếng nữa hay là dùng âm ly nữa, mà cái cục đẩy này thay thế tất cả và nó gộp lại tất cả làm một. Nó vừa là cục đẩy, vừa là vang số, vừa là giải mã, vừa là nén tiếng, rồi vừa là nâng tiếng, cũng như là đầy đủ các cổng kết nối Bluetooth, cổng quang, đầu đọc USB và có cái tiếng vang như một ca sĩ chuyên nghiệp, rất là sang, rất là mượt và rất là sành điệu nữa. Và chống húi rất là tốt, em ngồi ngay gần loa nhưng mà hát sẽ không hề húi gì cả. Và bên trên là một cặp mic không dây 321, cặp mic có 4 dâu sóng khỏe ổn định và tiết kiệm pin, cũng đầy đủ các công nghệ. Không hát nữa chúng ta đặt xuống nó sẽ tự ngắt, và khi chúng ta cầm lên nó sẽ lại tự bật. Và cái cặp mic này có cái thiết kế rất đẹp, hợp kim nhôm và rất nhẹ nhưng mà lại rất là cứng và độ bền rất là cao. Sơn thì sơn phủ nano chống chảy xước cũng như là chống bám vân tay, đầu được bọc thép để chống va đập. Và cái tiếng mic của nó thì hát nhẹ nhàng, hút mic và không bị mệt, không bị tốn hơi. Và ngay sau đây thì mời các bác và anh em cùng tham khảo combo cao kênh ngày hôm nay nhé. Và tổng trị giá bộ dàn combo ngày hôm nay là 45 triệu đồng. Xót xa từng kỷ niệm đầy vấn lòng mình muối sắt, sao không mặc người ơi, chắc lúc con đấy em đâu rồi ngang cánh phương trời, hận tình khóc tan trọn đời riêng mang. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tử lý, ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi phai. Trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời,
quá nhanh có kịp chào ai. Chào mỗi em thôi, dù em xa lắm. Gió ơi nhắn gửi giùm tôi sang quê tôi đã bao năm rồi. Biết em có còn là quê, miền quê xa đó có bao buồn vui. Sáng nay có người bảo tôi, nghe đâu sang năm chắc em lấy chồng.